Màu chàng trải đội hình của mình ra một quả smoke cover cho mình chỉ huy viên, nhưng mà ta không có ngay được thưởng đằng sau lưng. Thiên Gia tuyệt vời, các bạn cũng được nhưng Thiên Gia có được một kêu hội của một mình quay ra đằng sau định chơi một người đàn hơn người và đạt được phong lợi thế là quá nhiều dành cho IE. Bây giờ là lao ra tấm một kêu đến từ vị trí của Nhật Hà. Hai pha hết sân phải nó vừa trong những lần thử này rồi nha, rồi nha, rồi nha. Vẫn là một pha chém sao. Tràn qua thôi, bây giờ tràn qua. Và Hùng có một mạng thưởng đây. Đây là Adam. Một double kill không chính là tên lĩnh của Hùng Mì Hà. Cầm này cầm sao? Cầm tại sao lại cầm sao? Cầm lục, bây giờ mới là cầm lục 3 năm luôn. Rồi, thôi xong. Tôi đã biết điều gì sắp xảy ra. Và đây, cái gì đây? 1, 2, chém, chém, chém. Không phải là một pha chém sao thế chứ thiếu nào. Nắp thường kìa. Một pha đúng chính xác đến sự thì yếu mèo quên cùng. Bây giờ là một quả blast được băng kẻ lao ra rồi. Một mạng Hiếu Y đổi lại, được đổi lại là một mạng đến từ vị trí nhà ga. Hiếu Y có mạng thứ hai trong trận đấu này. Bom tên là không phải là vì chính là không phải bom và anh sẽ trong tầm nhìn hơn qua bom từ giữa muốn chết rồi. Là tốt, tôi nói là tốt. Ba mươi toàn chỉ còn một mình mà tôi với 42 máu nhìn thấy sao? Xem sao? Xem sao? Xem sao? Xem sao? Và tỷ số cho nên là 7-5. Chắc là 7-3.